Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Tin cực khủng, hôm qua bất ngờ hơn 1.600 lính của Hàn Quốc chi viện khẩn cấp cho Triều Tiên. Nã tên lửa trúng cửa số 17 khiến đập tam hiệp của Trung Quốc vỡ lớn, dân của Bắc Kinh chạy toán loạn đi sơ tán, còn cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình thì đang tìm cách ứng phó. Thưa quý vị, tính tới thời điểm hiện tại thì bất kỳ ai, bất kỳ một nước nào, nhất là những nước có mối thù sâu sắc với cả Trung Quốc, đều hiểu một điều rằng con đập tam hiệp của Bắc Kinh chính là tử huyệt chết người của chính quyền của ông Tập Cận Bình, cho nên chính phủ của Trung Quốc luôn cho 5 tiểu đoàn và 3 đại đội túc trực canh gác 24/24 xung quanh con đập này, đề phòng những đối thủ nặng ký có thể cho nổ tung con đập lớn nhất của Trung Quốc kia. Theo các chuyên gia quân sự cho biết, trên thế giới chỉ có một số nước có thể phá vỡ con đập tam hiệp của Trung Quốc, đó là Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy. Tuy nhiên, tất cả những dự báo, những dự đoán trên đều sai, khi mà hôm qua chính quyền Tổng thống ông Putin đã quyết định công bố một tuyệt mật, đó chính là Triều Tiên, quốc gia đầu tiên trên thế giới công bố sẽ phóng tên lửa phá vỡ con đập tam hiệp với sự giúp đỡ của hơn 1.600 lính Hàn Quốc và một tàu sân bay chứa rất nhiều tên lửa đạn đạo hạt nhân của chính quyền Tổng thống ông Putin. Thưa quý vị, ngày tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc rằng tại sao Triều Tiên lại muốn phá vỡ con đập tam hiệp của phía Trung Quốc. Xin thưa với quý vị rằng, trong suốt thời gian dài vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình đã luôn đem quân đội đến vùng biên giới Trung Triều để muốn xâm chiếm một quả núi của phía Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chính quyền ông Hai đã luôn cứng rắn trước những mối đe dọa từ phía Bắc Kinh và hôm qua, chính quyền ông Kim Jong-un đã quyết định dưới sự hỗ trợ của Tổng thống Nga ông Putin và phía quân của Hàn Quốc đã tiếp sức, cho nên ông đã quyết định cho quân đội của Bình Nhưỡng phóng tên lửa phá con đập tam hiệp của Trung Quốc để trả thù chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, nếu như có sự hỗ trợ đắc lực từ chính quyền Tổng thống Nga ông Putin với phía Hàn Quốc thì nhất định Triều Tiên sẽ bắn vỡ con đập tam hiệp của phía Bắc Kinh. Theo một thông tin tiết lộ từ Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cho biết, hiện người đứng đầu của Bình Nhưỡng là ông Kim Jong-un và em gái ông là bà Kim Jo-yong đã ký xác nhận điều động quân đội xuất kích thành hai hướng. Hướng thứ nhất sẽ đánh trên bộ cùng một tiểu đoàn của Hàn Quốc chi viện. Hướng thứ hai sẽ di chuyển trên biển Hoàng Hải sang biển Hoa Đông cùng một tàu chiến cỡ lớn chứa rất nhiều tên lửa của chính quyền Tổng thống Nga ông Putin giúp sức. Hai hướng mũi tên này sẽ đồng loạt nã những quả bom ke và tên lửa có sức công phá cực lớn hướng đúng điểm yếu của con đập tam hiệp chết người phía Trung Quốc để đánh. Theo các nhà quân sự cho biết, lần này phía Trung Quốc sẽ no đòn khi cả Tổng thống Nga ông Putin kết hợp với nhà lãnh đạo tài ba của Triều Tiên ông Kim Jong-un cùng Hàn Quốc để phá con đập. Cơ quan đầu não của ông Tập Cận Bình đang hết sức run sợ ở thủ đô Bắc Kinh. Theo tờ báo trên tờ Morning Post của Trung Quốc cho biết, hiện tình báo của Bắc Kinh đã biết được kế hoạch của Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga. Tuy nhiên, về thời điểm và thời gian thì phía Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết thêm, hiện cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh đang điều động gấp 3 tiểu đoàn và 6 đại đội nữa tiếp sức cho con đập tam hiệp, phủ kín con đập tam hiệp để đối phó với nguy cơ bị vỡ đập. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới phân tích, nếu như xảy ra đụng độ và muốn đánh nhau với cả phía Trung Quốc thì không cần phải đao to, búa lớn, động tay động chân hay là rầm rộ, vì con đập lớn nhất của Bắc Kinh nếu mà nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm 13 thành phố lớn của Trung Quốc, cuốn trôi 2/3 thủ đô của Bắc Kinh ra ngoài Biển Đông, thiệt hại là vô cùng lớn. Tuy nhiên, người dân sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, bởi vì họ là những người vô tội, kẻ có tội lớn nhất không ai khác chính là người đứng đầu của Trung Quốc, Chủ tịch ông Tập Cận Bình. Bởi vì trong suốt thời gian vừa qua, các nhà phân tích cho biết Trung Quốc đã đem quân đi xâm chiếm, gây hấn, bắt nạt ở ngoài Biển Đông, đem rất nhiều tàu thuyền đi xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và vùng EEZ của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó có cả Việt Nam, Trung Quốc đã đi xâm chiếm 13 nước láng giềng xung quanh mình trên 14 nước. Trung Quốc còn gây ra đau thương cho toàn nhân loại khi để con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới bằng đường hàng không. Đó là quyết định mới nhất của tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn thế giới. Chính vì vậy mà chính quyền Tổng thống Nga ông Putin sẽ bắt tay kết hợp với chính quyền nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un, Hàn Quốc sẽ đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa lần này để trừng trị, răn đe Bắc Kinh, đồng thời trả lại bình yên cho thế giới. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, con đập tam hiệp của Trung Quốc chặn trên sông Dương Tử, con sông dài thứ 3 trên thế giới, tại xã Tam Đầu Bình, huyện Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Việc xây dựng bắt đầu từ những năm 1994, nhưng mãi đến năm 2009, tức là sau 15 năm xây dựng, nó mới được khánh thành và đưa vào sử dụng. Giống như nhiều con đập lớn trên thế giới đang được xây dựng và khai thác, dự án này đã gây ra rất nhiều ý kiến tranh cãi trái ngược. Trong chính quyền ông Tập Cận Bình, các đề xuất thiết kế xây dựng thường dựa vào các lợi ích kinh tế,
từ việc kiểm soát ngập lụt, năng lượng từ thủy điện. Các ý kiến chống lại chủ yếu là do e ngại về tương lai của hơn 1,4 tỷ dân của Trung Quốc. Theo hãng CNN của Mỹ cho biết, siêu đập Tam Hiệp mà bị vỡ, Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ trên thế giới. Thưa quý vị, đến thời điểm bây giờ thì bất kỳ ai và bất kỳ một nước nào đều biết đến con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, bởi vì nó đang sở hữu trên mình rất nhiều các kỷ lục trên thế giới. Trong những ngày vừa qua, chắc chắn quý vị và các bạn đã nghe nhiều đến con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, nhưng quý vị đều chưa biết đến những kỷ lục mà con đập này đang sở hữu. Thưa quý vị, con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sở hữu hàng loạt những kỷ lục của thế giới như đập xây dựng bằng bê tông cốt thép với chiều cao 181m, hồ chứa rộng trải dài 610km², hơn 102 triệu mét khối đất đã được chuyển vào lòng đất để xây dựng con đập này, với 463.000 tấn thép đủ để xây dựng 63 tòa tháp của Eiffel và công suất lắp đặt lên tới gần 19 MW. Cuối cùng là chi phí thi công. Trung Quốc đã bỏ ra hàng trăm tỷ đô la Mỹ để có thể biến con đập Tam Hiệp này trở thành con đập lớn nhất trên thế giới. Mực nước của đập mức tối đang cao hơn mực nước biển với 175m, cao hơn mực nước sông hạ nguồn khoảng 110km, tổng diện tích bề mặt lên tới 1.045km² và chứa lượng nước lên tới 43 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức làm trái đất quay chậm lại so với bình thường vì là con đập lớn nhất trên thế giới với hàng loạt những kỷ lục. Thế nhưng con đập Tam Hiệp lại là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm và lợi hại khi mà nó gặp sự cố. Và một trong những sự cố không ai mong muốn đó là vỡ đập. Trong khi sóng thần do thiên tai tạo ra xuất phát từ những cơn động đất ngoài đại dương tràn vào lục địa, gây ra sự tàn phá và chết chóc kinh hoàng cho một vùng dân cư rộng lớn, thì ngược lại ở con đập Tam Hiệp, nó có thể tạo ra hiện tượng sóng thần do con người gây ra khi con đập này bị bắn vỡ. Theo tính toán của các chuyên gia thủy lợi hàng đầu trên thế giới cho biết, nếu con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ, nó sẽ gây ra sóng thần cực lớn, tàn phá và chỉ mất 5 đến 10 phút, toàn bộ vùng hạ lưu của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ trên thế giới. Toàn bộ dân cư hàng trăm triệu, kể cả các thành phố lớn của Trung Quốc sẽ bị cuốn ra ngoài Biển Đông. 2/3 diện tích của Trung Quốc, phần thịnh vượng nhất của Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, tất cả các thành phố lớn hiện đại bậc nhất của Trung Quốc cũng sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Hàng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ, xưởng, hãng sản xuất hàng để xuất khẩu, cùng với tàu bè thương mại, kỹ nghệ, du lịch sẽ bị tàn phá, ngập nước và cuốn trôi ra Biển Đông. Mất nguồn điện cung cấp khổng lồ, Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ bị tàn phá, kinh tế bị suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Tổn thất về người và kinh tế nếu con đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể nào kể xiết được. Thế nên đạp Tam Hiệp được coi là tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập là hoàn toàn đúng. Chính vì vậy mà chính phủ Trung Quốc thậm chí đã đang cho bố trí hàng chục tiểu đoàn, hàng chục đại đội phòng không, không quân, cũng như tên lửa bao vây xung quanh con đập này để túc trực 24/24 giờ, hòng ngăn cản những thế lực thù địch, cũng như các nước có thể bắn vỡ đập này. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, đập Tam Hiệp là công trình thủy điện vĩ đại nhất trên thế giới, và còn là trọng điểm chiến lược, thậm chí là mục tiêu tấn công của các kịch bản xung đột quân sự với cả phía Bắc Kinh. Đập Tam Hiệp, công trình vĩ đại nhất trên thế giới xưa nay đã chắn ngang con sông Dương Tử. Nó không chỉ có tác dụng kiểm soát lũ lụt và sinh ra một nguồn điện năng khổng lồ cho Trung Quốc. Đập dài 2.308m, cao 185m, chiều rộng đỉnh đê khoảng 15m, đáy đê khoảng 124m, được xây dựng 3 triệu mét khối bê tông, sử dụng hơn 30.000 hectare đất nông nghiệp để có hồ chứa khổng lồ rộng hơn 80.000km². Báo giới của Trung Quốc mô tả con đập Tam Hiệp như một vách núi bằng bê tông cốt thép, được xây dựng trên nền đá hoa cương hết sức kiên cố. Viện sĩ Viện Công trình của Trung Quốc, tổ trưởng tổ chuyên gia đánh giá giai đoạn công trình Tam Hiệp, ông Thẩm Quốc Phản lên tiếng vào những năm 2011, khẳng định con đập Tam Hiệp không chỉ là kiên cố từ nền tảng cho đến kết cấu đập, mà còn được áp dụng nhiều biện pháp gia cố đến mức công phá chiến tranh thông thường không thể nào có thể phá hủy được con đập. Chỉ có những tên lửa đạn đạo, tên lửa xuyên lục địa và tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên, Mỹ và Nga thì mới có thể gây ra tổn hại cho con đập này. Trong những năm vừa qua, kịch bản thiên hạ đệ nhất môn của Trung Quốc bị tấn công bằng hạt nhân, cũng như khả năng chống chọi lại của nó vẫn không ngừng được đưa ra để phân tích. Các luồng ý kiến cũng tồn tại nhiều những bất đồng. Theo tình báo của Mỹ cho biết thêm, lá chắn tên lửa HQ-9 cùng với HQ-16 và HQ-10 với số lượng lên tới hàng vạn tên lửa phòng không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tổ hợp thành phòng tuyến bảo hộ cho con đập Tam Hiệp mà phía Trung Quốc đang gây dựng. Ngoài hệ thống phòng thủ xung quanh con đập này, quân đội của Trung Quốc còn xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai trên không, với cơ sở lắp đặt tại các huyện như là Giang Tô, Quý Châu và An Huy. Được biết, Trung Quốc đã từng thực nghiệm các cuộc thử nghiệm mô phỏng trên máy tính. Kết quả cho thấy, chỉ vũ khí hạt nhân chiến lược với sức công phá từ 1 triệu tấn trở lên phát nổ ở một vị trí cách con đập khoảng tầm vài mét thì nó mới phá được kết cấu của con đập này. Các phân tích của Trung Quốc đa số chỉ ra rằng, mọi ý kiến phá hủy hoàn toàn kết cấu đập Tam Hiệp gần như là bất khả thi. Tuy nhiên vẫn thừa nhận công trình vĩ đại này có thể bị đe dọa bởi Mỹ, Nga, Hàn Quốc,
Nhật Bản, nhất là Triều Tiên. Đấy chính là lý do vì sao mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất run sợ cho họp gấp ở thủ đô Bắc Kinh khi hôm qua, nhà lãnh đạo tài ba của đất nước Triều Tiên, ông Kim Jong-un nói rằng những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Sau những ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, dự báo ngày hôm nay nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ. Dự báo cho đến hết đêm mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa từ 90-150mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong khi Bắc Bộ có nơi mưa rất to, khi miền Trung duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong các ngày từ hôm nay đến ngày mai, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời tiết rất oi nóng. Đợt nắng nóng này dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32-35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,0-2,0m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,0-2,0m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 1,0-2,0m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2,0-3,0m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2,0-3,0m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1,0-2,0m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 5, sóng cao từ 1,5-2,5m.
quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5m, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 1,0 đến 2,0m. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trong cả nước. Quý vị thân mến, mưa lớn tại khu vực gần biên giới phía Bắc đang giúp giảm nhiệt cơn khát của các hồ thủy điện. Dự báo từ ngày hôm nay đến cuối tuần, lưu lượng trung bình đến các hồ chứa lớn trên sông Đà sẽ tăng nhẹ. Cập nhật nhanh chiều nay, mực nước tại các hồ thủy điện miền Bắc đang tiếp tục tăng nhẹ. Dù vậy, khoảng cách giữa mực nước hiện tại và mực nước chết của các hồ vẫn còn rất sát, trừ hồ Hòa Bình ở mức khoảng 22m. Đáng chú ý, theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay có nơi trên 25mm như Vàng Bó, Lai Châu 63,2mm, Hoành Bồ, Quảng Ninh 48,2mm, Ái Quốc, Lạng Sơn 27,9mm. Đặc biệt, khu vực biên giới phía Bắc hôm nay có mưa vừa 16-50mm. Trong khi khu vực sông Gâm và điểm đầu sông Thao, khu vực tỉnh Lào Cai có mưa to 51-100mm. Tâm mưa tại Vũ Quảng, Hà Giang đo được trên 100mm. Đây là thông tin tích cực cho các hồ thủy điện miền Bắc đang khát nước. Dự báo từ ngày hôm nay đến cuối tuần, lưu lượng trung bình đến các hồ chứa lớn trên sông Đà sẽ tăng nhẹ. Cụ thể, hồ Lai Châu đạt 280-350m³/giây, mực nước hồ tăng 3,5-4,0m. Khu vực Lai Châu, Sơn La có khả năng đạt mức 400-600m³/giây, mực nước hồ Sơn La tăng 0,8-1,3m. Khu vực giữa hồ Sơn La, Hòa Bình đạt 400-500m³/giây, mực nước hồ giảm 0,3-0,5m, tính mực nước hồ theo giả thuyết không phát điện. Dự báo từ chiều tối và đêm nay đến hết đêm mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày kia, mưa lớn có xu hướng giảm dần, nhưng mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày cuối tuần. Theo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, trong thời gian vừa qua, do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu, ngoại trừ nhà máy thủy điện Hòa Bình, để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới, nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết, song chưa nhiều, nếu tính tổng công suất không huy động được khoảng 5.000 MW. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin, từ nay đến giữa tháng 7 năm 2023, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 7, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn 0,5 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo trong những ngày đầu tuần, thời kỳ dự báo từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6, khu vực Bắc Bộ chủ yếu có nắng nóng cục bộ, sau đó xuất hiện mưa rào và dông. Khoảng từ nửa cuối tháng 6, nắng nóng gia tăng trở lại. Về xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo trên khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông. Tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, mưa có xu hướng tập trung vào giữa và cuối tháng 6. Với xu thế trên, Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo từ nay đến ngày 10 tháng 7, lượng mưa tại các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%, các nơi khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 đến 30%. Ngoài ra, trong thời kỳ từ nay đến ngày 10 tháng 7 năm 2023, bão áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước, lưu lượng nước về hồ ngày hôm nay lại giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ ở mực nước dao động nhẹ, ở mức nước thấp xấp xỉ mực nước chết. Trong khi khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.
lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Số nhà máy sấp xỉ mực nước chết tập trung khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này. Cụ thể, một số hồ sấp xỉ mực nước chết gồm Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát, Trung Sơn, Bản Vẽ, Hủa Na, Thác Mơ. Một số thủy điện phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp gồm Sơn La, Lai Châu, Hội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Trị An. Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới giảm nhẹ, mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đang chậm ở mức thấp. Do ảnh hưởng của rãnh mây dông đi qua khu vực của Bắc Bộ kết hợp với các vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m nên có mưa rào và mưa dông xảy ra trên diện rộng. Trong đêm qua và ngày hôm nay, Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều nơi chỉ trong vòng 12 giờ. Lượng mưa đã vượt quá 70mm như là khu vực của Vạn Ninh, Lạng Sơn 123mm, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 158mm, Vĩnh Phúc, Hà Giang 75mm, Bảo Nhai, Lào Cai 83mm, Cảm Nhận, Yên Bái 112mm, Vũ Trấn, Thái Nguyên 107mm, Mai Đình, Hà Nội 92mm, Thái Phúc, Thái Bình 80mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung nhiều về chiều tối và đêm rạng sáng với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Cảnh báo mưa diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến cuối tuần. Đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn sẽ gây ra ngập úng tại các khu vực đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng và kéo dài nên nhiệt độ trong những ngày tới tại các tỉnh thành khu vực miền Bắc có xu hướng giảm, phổ biến từ 30-33 độ. Thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ trong vài ngày tới. Trong khi thời tiết tại các tỉnh thành khu vực miền Bắc khá mát mẻ, thì tại khu vực miền Trung, các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho tới Phú Yên, Khánh Hòa, trời vẫn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, kết hợp với độ ẩm trong không khí từ 50-60% nên cảm giác sẽ rất khô nóng. Từ khoảng ngày thứ Bảy thì có mưa rào, mưa dông rải rác về chiều tối tại một số nơi ở phía Nam Trung Bộ. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ trung bình. Vì thế, trên cả hai khu vực này vẫn có mưa trên diện rộng, nhưng lượng mưa đã giảm hẳn, phổ biến sẽ chỉ là mưa nhỏ và mưa rào nhẹ ở diện rải rác. Do mưa rào nên vào ban ngày, trời sẽ có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là từ 29-33 độ, còn tại các tỉnh thành khu vực Nam Bộ từ 30-34 độ. Từ chiều tối ngày thứ Bảy, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng tại cả hai khu vực này. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay, ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ, trong đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại phía Tây Bắc Bộ và đồng bằng ven biển, trong đó có thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận. Mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Cho đêm nay và ngày mai có nhiều nơi có mưa vừa, mưa to như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Lạng Sơn với lượng mưa phổ biến từ 30-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông, cần đề phòng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời hết sức đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Ngày mai, ban ngày trời nhiều mây và nắng gián đoạn, buổi sáng có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định và núi như Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng. Tuy nhiên thì thời gian diễn ra mưa ngắn và lượng mưa ít, mưa sẽ có xu hướng gia tăng vào buổi chiều. Về chiều tối có nhiều mưa và có mưa rào và mưa dông rải rác như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai,
Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình. Có mưa nhỏ rải rác ở một số nơi tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi dưới 30 độ. Đến tối và đêm mai có mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to cũng sẽ tiếp tục mở rộng ra các nơi như Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Cục bộ có nhiều nơi có mưa to đến mưa rất to, có nơi trên 100mm. Có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Lạng Sơn, Quảng Ninh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Dự báo sẽ có mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to diễn ra trên diện rộng tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ tới cuối tuần. Từ ngày thứ Bảy trở đi, mưa sẽ giảm cả về lượng và về diện, nhưng vẫn có mưa rào, dông rải rác một vài nơi chủ yếu về chiều tối, đêm và rạng sáng tại một số các khu vực vùng núi và kéo dài trong những ngày sau đó. Dự báo xa hơn, từ khoảng đêm ngày 21 tháng 6, một đợt mưa rào và mưa dông trên diện rộng mới quay trở lại tại các tỉnh thành, khu vực của Bắc Bộ. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài cho tới ngày 24 tháng 6. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong tối và đêm nay tạnh ráo và không mưa, trời ít mây. Đối với khu vực Thanh Hóa và đêm và rạng sáng sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có những nơi mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung nhiều tại các khu vực phía Bắc và khu vực ven biển. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Cục bộ một số nơi vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng trên 38 độ. Độ ẩm trong không khí về trưa chiều ở mức thấp, chỉ từ 40 đến 60% nên sẽ có cảm giác khô nóng, khó chịu. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi tại Thanh Hóa. Cục bộ một số nơi có mưa rào và dông, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại phía Tây Nghệ An. Đến tối và đêm mai trời tạnh ráo và không mưa, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại vùng núi phía Tây Nghệ An, Thanh Hóa về đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo thời tiết tạnh ráo, không mưa, ngày nắng nóng sẽ duy trì từ ngày thứ 6 cho tới ngày 23 tháng 6. Tuy nhiên, về chiều tối cần phải đề phòng xảy ra mưa rào và mưa dông rải rác, tập trung tại nhiều vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, nên nhiệt độ toàn khu vực sẽ tiếp tục duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong tối và đêm nay, trời ít mây, tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác một vài nơi tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đến tối và đêm mai, thời tiết tạnh ráo, không mưa, có mưa nhỏ rải rác một vài nơi tại phía nam của Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo từ ngày thứ 6, do gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động trở lại, nên mưa sẽ gia tăng nhẹ tại các khu vực phía Nam và Trung Bộ như là tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Thời gian mưa dông thường xảy ra về chiều tối và có thể xuất hiện rải rác trong những ngày sau đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33 đến 37 độ và sẽ ổn định trong nhiều ngày sắp tới. Khu vực Tây Nguyên trong tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tập trung nhiều tại các khu vực phía Tây, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Ngày mai ban ngày trời nhiều mây và nắng gián đoạn, có mưa nhỏ rải rác vào buổi sáng tại một số nơi như Kon Tum, Gia Lai. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại các khu vực như Đắk Nông, Lâm Đồng và khu vực phía Nam ở Đắk Lắk. Cục bộ một số nơi như Đắk Nông, Lâm Đồng có thể mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28 đến 32 độ. Đến tối và đêm mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và phía Nam của Đắk Nông, Lâm Đồng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ.
Dự báo ngày thứ 6 trở đi, do gió mùa Tây Nam có xuống hoạt động trở lại nên mưa dông sẽ gia tăng nhẹ tại các khu vực của Tây Nguyên, tập trung nhiều tại phía Nam Tây Nguyên. Thời gian mưa dông chủ yếu vào chiều và tối. Dự báo đợt mưa dông này sẽ kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28 đến 32 độ và sẽ duy trì trong những ngày sắp tới. Khu vực Nam Bộ trong tối và đêm nay, thời tiết tạnh ráo, không mưa, có mưa nhỏ rải rác tại một số nơi của Bình Phước, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Về chiều tối, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Một số nơi có thể có mưa rào và mưa dông như là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tiền Giang và Bến Tre. Các khu vực còn lại phổ biến cũng sẽ có mưa nhỏ rải rác một vài nơi. Đến tối và đêm mai, thời tiết tạnh ráo không mưa, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào buổi tối tại một số nơi như Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Một số nơi tại Bình Phước và Đồng Nai về đêm có thể có mưa rào với lượng mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Dự báo từ ngày thứ 6 trở đi, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần trở lại, nên mưa rào và mưa dông sẽ gia tăng trên cả diện và lượng. Tại cả hai khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, có nhiều điểm có mưa vừa và mưa to, thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài trong nhiều ngày sắp tới, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ và sẽ duy trì trong những ngày sau đó. Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển, bản tin dự báo chi tiết mai và đêm mai. Thưa quý vị, đêm qua và ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 15 giờ ngày hôm nay có nơi trên 120mm như Chiêm Hóa, Tuyên Quang 176,5mm, Bảo Nhai, Lào Cai 121,6mm, Minh Tiến, Yên Bái 139,6mm. Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ. Từ 19 giờ ngày hôm nay đến 7 giờ sáng ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với tổng lượng mưa từ 30mm đến 60mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày mai mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng còn kéo dài đến cuối tuần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 19 đến 22 độ vĩ Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Đêm nay và sáng sớm ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa rất to, sau đó lượng mưa giảm dần, Trung Bộ duy trì thời tiết nắng nóng. Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm nay và ngày mai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày mai, mưa lớn xu hướng giảm dần. Cụ thể, từ 19 giờ ngày hôm nay đến 7 giờ ngày mai, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ có khả năng còn kéo dài đến ngày cuối tuần. Từ ngày mai đến ngày kia, Nghệ An đến Bình Định nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong những ngày nắng nóng và chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Hà Nội đêm mưa vừa mưa to và rải rác dông, ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông. Cục bộ mưa to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ,
có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông. Cục bộ mưa to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Nam từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều tối mai mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 15 tháng 6, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thưa quý vị, bão có khả năng hoạt động trên Biển Đông trong tháng 6. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong tháng 6, bão áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đồng thời, mưa có xu hướng tập trung vào giữa và cuối tháng 6 tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ từ nay đến ngày 10 tháng 7, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn 0,5 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cũng trong thời gian này, lượng mưa khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 10 đến 20%, các nơi khác thấp hơn cùng thời kỳ, từ 10 đến 30%. Riêng tại khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ thấp hơn từ 30 đến 40%. Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định về diễn biến thời tiết nguy hiểm. Cụ thể, trong tháng bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Về nắng nóng, khu vực Bắc Bộ chủ yếu có nắng nóng cục bộ trong những ngày đầu tuần thời kỳ dự báo, khoảng từ nửa cuối tháng 6 nắng nóng gia tăng trở lại. Trong thời kỳ dự báo nắng nóng diện rộng tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong tháng xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, mưa có xu hướng tập trung vào giữa và cuối tháng 6. Ngoài ra, trên phạm vi cả nước tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Liên quan đến đợt nắng nóng đang diễn ra, dự báo sẽ còn kéo dài nhiều ngày cả ở Bắc và Trung Bộ với mức nhiệt trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng tại Bắc Bộ có thể nắng nóng giảm trong 1 đến 2 ngày do có mưa dông, sau đó sẽ quay trở lại. Lượng mưa trong các ngày này khoảng từ 20 đến 50mm, có nơi 70mm và thời gian trong ngắn hạn nên khó có thể giải quyết tình trạng hạn ở các sông hiện nay. Cơ quan khí tượng cảnh báo do tác động của nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Trao đổi với báo chí về thực trạng thiếu nước, nhiều hồ thủy điện cạn trơ đáy không thể phát điện. Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, so với cùng kỳ năm 2022, tổng dung tích 5 hồ chứa lớn thuộc liên hồ chứa Sông Hồng, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà thấp hơn khoảng 7,476 tỷ mét khối. Cho đến thời điểm hiện tại, tổng lượng dòng chảy trên các sông khu vực miền Bắc phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm, từ 40 đến 80%, trong đó dòng chảy trên sông Thao thiếu hụt nhiều nhất là trên 90%. Dòng chảy đến các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ thời điểm hiện tại đang thiếu hụt từ 55 đến 75% so với trung bình nhiều năm. Theo chuyên gia, mưa ít, nắng nóng xảy ra sớm sẽ làm cho dòng chảy đến các hồ giảm.
Hiện trạng cho thấy mực nước tại nhiều hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ ở mức rất thấp, điều ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các hồ. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của miền Bắc tăng cao, nhiều tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc sẽ đối mặt với tình hình thiếu điện, thiếu nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân và tác động đến nhiều hoạt động sản xuất khác, đặc biệt trong giai kỳ chính của mùa hè ở miền Bắc với số ngày nắng nóng càng tăng. Theo dự báo của các chuyên gia, hiện tượng El Nino có thể bắt đầu từ tháng 6 và khả năng kéo dài đến năm 2024. Do tác động của El Nino trong các tháng mùa hè, tình hình nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt và có thể gây ra kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ở một số nơi trên khu vực. Các đợt nắng nóng trong các tháng 6-8 năm 2023 sẽ kéo dài ngày hơn. Đối với bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực khả năng ở mức xấp xỉ thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn cần đề phòng cơn bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp trong những năm El Nino. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, đêm và sáng ngày hôm qua, Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kết hợp với mưa lớn phía thượng nguồn Trung Quốc đổ về, khiến cho lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lên cao. Vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm qua, trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 77,77m, biên độ lũ đạt mức 2,15m. Hiện lũ trên sông vẫn đang tiếp tục dâng cao. Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 78,2m. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào khoảng 16 giờ đến 17 giờ ngày hôm qua, sau đó lũ giảm dần. Hiện lũ lên khá cao đã gây ngập úng, mang đất cát vùi lấp một số diện tích rau xanh, hoa màu các loại của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông. Trước tình hình lũ lên cao và gây nguy hiểm cho người dân sinh sống ven sông, các cấp chính quyền nơi có sông chảy qua như thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên, Bảo Thắng đang tích cực chỉ đạo người dân chủ động phòng tránh lũ để giảm thiểu mọi thiệt hại, nghiêm cấm người dân không hoạt động dưới mọi hình thức trên sông để phòng ngừa hiểm họa bất ngờ. Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng nhẹ. Nhưng đến chiều và tối, từ một số nơi xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng gây ngập úng cho một số tuyến đường. Cụ thể, trong những giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục gây mưa, mưa rào, kèm theo dông sét tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ và Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng gây ngập cục bộ một số nơi. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo, trong 10 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Đa phần các cơn mưa diễn ra vào khung giờ tan tầm, gây khó khăn cho các phương tiện và người dân khi di chuyển trên đường đi làm về. Đặc biệt có khả năng sẽ xuất hiện kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hay làm việc ngoài trời. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định công bố tình huống sạt lở khẩn cấp, sạt lở bờ sông Trà Ôn đoạn từ trước chợ Tích Thiện cho tới trường trung học cơ sở Tích Thiện, chiều dài 80m thuộc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn. Lý do công bố tình huống khẩn cấp là để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do thiên tai, mức độ sạt lở ở mức nguy hiểm. Sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp tới 9 căn nhà với chiều dài gần 50m, trong đó có 8 căn nhà đã bị sạt xuống sông, khoảng 50%. Một căn nhà đang có nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng tới 21 nhân khẩu. Trước đó, khu vực này đã xuất hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm. Để dự báo sạt lở nên chính quyền địa phương đã di rời toàn bộ người dân và tài sản tới nơi an toàn. Nguyên nhân sạt lở là lòng sông sâu dưới tác động của sóng, dòng chảy và mật độ giao thông thủy lớn làm mái bờ bị sói lở nghiêm trọng. Trong khi đó, tải trọng lớn của các căn nhà xây dựng sát mép sông khi gặp điều kiện bất lợi như mực nước sông xuống thấp làm mái bờ sông mất ổn định dễ gây ra sạt lở. Tình trạng sạt lở đang diễn ra khắp đồng bằng sông Cửu Long, từ bờ biển, bờ sông và đến cả kênh rạch nội đồng. Nguyên nhân là do thiếu phù sa, dòng nước sông trở thành dòng nước đói làm đáy sông sâu hơn, còn bờ sông thì thiếu kết dính. Để hạn chế sạt lở, Đồng Tháp đang triển khai nhiều giải pháp từ xây dựng công trình kè cho tới khuyến khích trồng các loại cây có khả năng bảo vệ bờ sông, bờ kênh. Mới đây nhất hiện nay là triển khai trồng đại trà cây bần, loại cây rất quen thuộc với người dân sông nước miền Tây. Đây là tuyến kênh ông hộ dẫn nước từ kênh trung ương và nội đồng để người dân xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp canh tác nông nghiệp và trồng hoa kiểng. Với việc thiếu phù sa nhưng có nhiều điểm trên tuyến kênh bị sạt lở ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. Do đó, khi chính quyền phát động trồng bần trước nhà để bảo vệ tuyến đường, người dân rất đồng tình.
Ông Phạm Thành Hiếu, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết trồng bần mang lại hiệu quả cao lắm. Bên kia người ta trồng bần 8 năm nên mé sông người ta giữ được cách xa hơn của tôi khoảng hơn một thước. Còn của tôi thì không trồng nó lở vô hơn một thước so với của bờ kênh bên kia. Bà Huỳnh Thị Hồng, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết trồng cây bần này nó cũng rất dễ. Mà hơn nữa là trồng bần, nó bảo quản cho đất rất là tốt. Tại vì tôi thấy những cây bần lớn lúc trước được người ta mua về, người ta trồng tốt nhiều lắm nên đất không bị lở. Đến nay, chính quyền xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã cấp phát 800 cây bần giống cho người dân địa phương trồng cặp mé kênh, rạch trước nhà. Sắp tới sẽ còn 2.500 cây nữa tiếp tục được trồng, phấn đấu 100% bờ kênh trong xã được bảo vệ bằng giải pháp phi công trình trước nguy cơ sạt lở. Ông Võ Thanh Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, cây bần đặc biệt là một trong những loài cây thích hợp nhất đối với vùng này. Do đó thì Sở đang giao cho Chi cục Nông lâm xây dựng chương trình và đặt hàng những cây giống bần bản địa. Để xây dựng từng chương trình trong kế hoạch trồng cây, hàng năm sẽ là đưa nguồn giống này về để cho các địa phương và đặc biệt là bà con phát động phong trào nên trồng cây bần để bảo vệ các bờ sông trong thời gian sắp tới. So với các giải pháp cứng là làm kè bê tông thì trồng cây bảo vệ bờ sông chi phí rẻ và dễ làm, phù hợp triển khai trên diện rộng, qua đó vừa bảo vệ được bờ kênh, tuyến đường mà còn tạo được cảnh quan nông thôn. Do đó, Đồng Tháp sẽ triển khai trong 120.000 cây bần ở các kênh nội đồng trên địa bàn tỉnh trong mùa hè này. Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật mới nhất của EVN và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, phụ tải toàn hệ thống điện hôm qua đạt 817 triệu kWh, lượng điện tiêu thụ gia tăng rất mạnh và kéo theo lượng điện tiết giảm ở các địa phương phía Bắc, bao gồm gấp đôi so với ngày liền kề trước đó. Đến ngày hôm kia, lượng điện cắt giảm tăng gấp đôi lên mức 2.744 MW. Theo đó, tổ máy 1 nhiệt điện Nghi Sơn 1 sẽ đưa vào hoạt động dự phòng nhiệt điện Mông Dương 1 và Sơn Động 1 đã hòa lưới trong ngày, giúp cung cấp thêm nguồn điện tương đối cho khu vực miền Bắc. Ước tính từ hôm nay, với nguồn điện tăng thêm từ nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành trở lại, lưới điện miền Bắc sẽ có thêm 20 triệu kWh mỗi ngày để giải quyết cơn khát điện ở khu vực phía Bắc. Bộ Công Thương đưa ra nhiều giải pháp khẩn cấp chống thiếu điện cùng với hạn hán làm các thủy điện suy kiệt nước. Việc cung ứng than, đặc biệt là nguồn than nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện và cấp khí cho năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số mỏ khí đã có thời gian khai thác lâu, thường xuyên xảy ra sự cố, làm cho việc cung cấp khí cho sản xuất điện cũng trở nên khó khăn hơn. Còn theo báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường thuộc Bộ Công Thương, về tình hình vận hành hồ thủy điện vào ngày hôm qua, lưu lượng nước tại các hồ thủy điện trên cả nước đã tăng nhưng vẫn đang ở mức thấp. Cụ thể, các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, mực nước tăng nhẹ, ở mực nước thấp xấp xỉ mực nước chết. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước các hồ dao động nhẹ so với hôm qua. Mực nước nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Tính đến ngày hôm nay, vẫn còn 6 hồ xấp xỉ mực nước chết và có 10 thủy điện phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp. Dự báo tình hình thủy văn lưu lượng nước về hồ trong 24 giờ tới sẽ có thể tăng. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Hồ Lai Châu 401 m³/giây, hồ Sơn La 278 m³/giây, hồ Hòa Bình 40 m³/giây, hồ Thác Bà 1896,22 m³/giây, hồ Tuyên Quang 530 m³/giây, hồ Bản Chát 41,7 m³/giây. Trừ hồ Hòa Bình, mực nước các hồ ở mực nước chết tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước hồ trên mực nước chết, hồ Lai Châu 272,26 m/265 m, hồ Sơn La 176,72 m/175 m, hồ Hòa Bình 102,87 m/80 m, quy định mực nước tối thiểu 81,9 m, hồ Thác Bà 46,34 m/46 m, quy định tối thiểu 46,5 m, hồ Tuyên Quang 91,98 m/90 m, quy định tối thiểu 90,7 m, hồ Bản Chát 432,48 m/431 m. Khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp tăng nhẹ so với ngày hôm qua.
Hồ Trung Sơn 230 m khối trên giây, Hồ Bản Vẽ 131 m khối trên giây, Hồ Nùa Na 115 m khối trên giây, Hồ Bình Điền 6 m khối trên giây, Hồ Hương Điền 8 m khối trên giây. Mực nước các hồ ở sấp xỉ mực nước chết tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước hồ trên mực nước chết. Hồ Trung Sơn 152,56 trên 150 m. Quy định tối thiểu 150,7 m. Hồ Bản Vẽ 156,18 trên 155,0 m. Quy định tối thiểu 169,7 đến 174 m. Hồ Hùa Na 216,1 trên 215 m. Quy định tối thiểu 219,5 m. Hồ Bình Điền 66,65 trên 53 m. Quy định tối thiểu 65,8 đến 67,9 m. Hồ Hương Điền 50,36 trên 46 m. Quy định tối thiểu 49,1 đến 50,4 m. Khu vực Đông Nam Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Hồ Thác Mơ 54,86 m khối trên giây, Hồ Trị An 420 m khối trên giây. Mực nước các hồ sấp xỉ mực nước chết, tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước hồ trên mực nước chết, Hồ Thác Mơ 199,73 trên 198 m, quy định tối thiểu 202,5 m đến 203,2 m. Hồ Trị An 53,34 trên 50 m, quy định tối thiểu 51,6 đến 52 m. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Hồ A Vương 19 m khối trên giây, Hồ Đắc Rinh 11 m khối trên giây, Hồ Sông Bung 40,22 m khối trên giây, Hồ Sông Chanh 2 46,53 m khối trên giây, Hồ Sông Ba Hạ 125 m khối trên giây, Hồ Sông Hinh 13 m khối trên giây. Mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước hồ trên mực nước chết, Hồ A Vương. Mực nước hồ trên mực nước chết là 363,52 trên 340, quy định tối thiểu 358,5 đến 360,8 m. Hồ Đắc Rinh 401,83 trên 375 m, quy định tối thiểu 395,1 m đến 396,7 m. Hồ Sông Bung 4 218,41 trên 205 m, quy định tối thiểu 213,5 m đến 215,2 m. Hồ Sông Chanh 2 158,89 trên 140 m, quy định tối thiểu 156,3 m đến 157,4 m. Hồ Sông Ba Hạ 102,91 trên 101 m, quy định tối thiểu 102,4 m đến 103,2 m. Hồ Sông Hinh 204,67 trên 196 m, quy định tối thiểu 203 m đến 203,7 m. Khu vực Tây Nguyên, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Hồ Buôn Cuốc 128 m khối trên giây, Hồ Buôn Tua Sra 120 m khối trên giây, Hồ Đại Ninh 2 m khối trên giây, Hồ Hàm Thuận 52,58 m khối trên giây, Hồ Đồng Nai 3 19 m khối trên giây, Hồ Gia Ly 56 m khối trên giây. Dưới tác động của dạnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với các vùng hội tụ gió trên mực khí quyển 1.500 m, nên Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và mưa dông trong những ngày sắp tới. Trong đêm qua và rạng sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa to đến mưa rất to, với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, nhiều nơi trên 50 mm, nhất là khu vực của Kim Sơn 2 Hòa Bình 127 mm, Văn Định Hà Nội 68 mm, Cổ Lũng Thanh Hóa 58 mm, Khoái Châu Hưng Yên 55 mm, Chế Tạo Yên Bái 52 mm. Dự báo trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa và mưa dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Thời gian mưa to tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày vì thế cũng không cao, hầu hết từ 30 đến 33 độ. Từ ngày mai mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ. Đến ngày kia sẽ có nắng nóng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Dạnh áp thấp di chuyển qua Bắc Bộ chỉ tác động đến khu vực phía Bắc của miền Trung và khu vực Thanh Hóa trong chiều tối và đêm nay, khiến cho khu vực này cũng có mưa và nhiệt độ giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng,
diện rộng tại các khu vực từ Nghệ An tới Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay có mưa rải rác một vài nơi. Từ ngày mai trở đi, do ảnh hưởng của nhiễu động ngoài biển, đêm có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Có nơi trên 50mm. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ trong những ngày tới duy trì ở khoảng từ 28 đến 32 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao hơn từ 31 đến 34 độ. Phần tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong hôm nay và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay buổi sáng và trưa chiều trời nhiều mây và nắng gián đoạn. Tại một vài nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực ven biển của Thái Bình, Nam Định và một số khu vực của Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, phía Tây của Điện Biên, Lai Châu có mưa nhỏ và mưa rào rải rác, cục bộ tại Tuyên Quang có thể có mưa vừa, mưa to. Các khu vực còn lại, trong đó có thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận, trời tạnh giáo, ít mưa, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và mưa rông rải rác tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Điện Biên. Cục bộ một số nơi sẽ có mưa vừa và mưa to, một số có mưa nhỏ rải rác tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định. Đến tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số khu vực của Hà Nội và các vùng lân cận, cũng như vùng núi phía Tây Bắc và vùng núi phía Bắc. Đến đêm và rạng sáng ngày mai, mưa sẽ gia tăng với nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to như tại Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và phía Bắc của Phú Thọ, Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi mưa to trên 100mm. Sẽ có mưa rào và mưa dông rải rác tại một số nơi ở Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, phía Bắc của Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Ngày mai mưa sẽ giảm, ban ngày trời nhiều mây và nắng gián đoạn. Có mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào sáng sớm tại một số nơi như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lạng Sơn và một số nơi ở phía Bắc của Lào Cai, Lai Châu. Cục bộ một số nơi ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có thể có mưa rào và mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 34 độ. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận, có nơi trên 34 độ. Về chiều tối có mưa rào và mưa dông rải rác tại phía Đông Bắc Bắc Bộ, nhất là tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Cục bộ một số nơi có mưa vừa và mưa to, các khu vực còn lại trời tạnh giáo không mưa. Đến tối và đêm mai trời nhiều mây, buổi tối có mưa rào và mưa dông rải rác tại một số nơi ở Hà Nội. Thời gian chủ yếu về đêm và rạng sáng, có thể có mưa rào, mưa dông tại một số nơi như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, khu vực phía Bắc của Yên Bái và ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Các khu vực còn lại trời tạnh giáo không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo do ảnh hưởng của các vùng hội tụ gió trên cao nên vẫn có những cơn mưa rào và mưa dông rải rác về đêm và sáng tại vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Tây Bắc đến ngày 20 tháng 6. Tại các khu vực đồng bằng, thời tiết tạnh giáo không mưa, nắng nóng sẽ quay trở lại từ ngày mai đến ngày 20 tháng 6. Từ chiều tối và đêm ngày 21 trở đi, một đợt mưa rào, mưa dông mới sẽ mở rộng ra hầu khắp tất cả các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Với nhiều điểm sẽ có mưa vừa và mưa to, dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài tới ngày 25 tháng 6. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay ban ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Thanh Hóa và vùng núi phía Tây Nghệ An. Cục bộ một số vùng núi phía Tây Thanh Hóa có thể có mưa rào và mưa dông. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm nay, thời tiết tạnh giáo không mưa, trời ít mây, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai ban ngày trời nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Độ ẩm trong không khí về trưa chiều thấp, từ 40 đến 55%,
Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại phía tây của Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm mai, thời tiết tạnh giáo không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi dưới 27 độ. Dự báo thời tiết tạnh giáo, không mưa, ban ngày trời nắng nóng sẽ duy trì trên toàn khu vực tới ngày 25 tháng 6. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng một số nơi ở Thanh Hóa và Nghệ An, từ tối và đêm ngày 22 tháng 6 trở đi có thể có mưa rào và mưa dông diễn ra rải rác. Thời gian mưa chủ yếu về chiều tối, đêm và rạng sáng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày hôm nay, ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33 đến 36 độ. Cục bộ một số nơi ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trên 37 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Khánh Hòa, Ninh Thuận. Cục bộ có thể có mưa dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Một số nơi ở Bình Định, Phú Yên sẽ có mưa nhỏ rải rác. Đến tối và đêm nay, thời tiết tạnh giáo không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai, ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn tại Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ từ 33 đến 36 độ. Về chiều tối có mưa rào và mưa dông rải rác tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong mưa dông cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Có mưa nhỏ rải rác một vài nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Đến tối và đêm mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác một vài nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Mưa sẽ chủ yếu vào buổi tối và sẽ giảm dần về đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển nên vẫn có những cơn mưa rào và mưa dông rải rác về chiều và tối tại các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 2 ngày tới. Từ ngày thứ 3, mưa sẽ giảm, mưa nhỏ và mưa rào rải rác chỉ tập trung tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận và vẫn còn diễn ra rải rác trong nhiều ngày sau đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ và sẽ duy trì trong những ngày sau đó. Khu vực Tây Nguyên hôm nay ban ngày trời nhiều mây và nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Một số nơi như tại Đà Lạt, nhiệt độ sẽ thấp hơn từ 24 đến 26 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Đắk Nông và Lâm Đồng. Các khu vực còn lại trời tạnh giáo, không mưa. Đến tối và đêm nay, khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác về đêm tại một số nơi ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và phía Nam Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi ở phía Tây Kon Tum, Gia Lai có thể có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi thấp hơn từ 18 đến 20 độ. Ngày mai, ban ngày trời nhiều mây và nắng gián đoạn, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào buổi sáng tại một số nơi ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, tập trung chủ yếu về chiều tối. Có thể có mưa nhỏ, mưa rào và mưa dông tại một số nơi ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi ở phía nam của Đắk Nông, Lâm Đồng có thể có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28 đến 31 độ. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đến tối và đêm mai có mưa rào và mưa dông tại một số nơi ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Khu vực của Đắk Nông, Lâm Đồng về đêm mưa sẽ giảm nhanh, còn các khu vực như Kon Tum, Gia Lai và phía bắc của Đắk Lắk vẫn có thể có mưa rào, mưa dông về đêm. Cục bộ một số nơi phía Tây còn có thể có mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Dự báo vẫn còn có những cơn mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to rải rác tại Tây Nguyên trong 2 ngày cuối tuần. Thời gian mưa chủ yếu vào buổi tối, trong đó mưa nhiều hơn tại phía Nam Tây Nguyên. Từ ngày thứ 3 mưa sẽ giảm nhanh trên toàn khu vực, chỉ còn mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác một vài nơi. Sau đó, từ ngày 21 tháng 6, mưa rào và mưa dông sẽ quay trở lại tại một số nơi ở Tây Nguyên, tập trung chủ yếu tại phía Nam. Nhiệt độ trong ngày sắp tới khá mát mẻ, từ 28 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ hôm nay ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang sẽ có mưa nhỏ rải rác một vài nơi tại Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương. Đến tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào buổi tối tại miền Đông Nam Bộ, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Về đêm và rạng sáng có mưa rào, mưa dông tại Bình Phước, Đồng Nai cục bộ một số nơi tại Bình Phước còn có mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực miền Tây Nam Bộ, trong tối và đêm nay thời tiết tạnh ráo, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai ban ngày khu vực Nam Bộ thời tiết tạnh ráo, không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 34 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác tại miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Mưa sẽ bắt đầu xuất hiện tại các khu vực của miền Tây, sau đó sẽ mở rộng ra các khu vực của miền Đông Nam Bộ, trong đó mưa to tập trung chủ yếu tại miền Đông Nam Bộ với nhiều nơi có mưa to trên diện rộng bao gồm Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Một số nơi ở miền Tây Nam Bộ sẽ có mưa to, nhất là khu vực Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang. Các khu vực còn lại sẽ có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp và các khu vực đô thị. Đến tối và đêm mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Tuy nhiên, mưa chủ yếu vào tối và giảm nhanh về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Dự báo mưa sẽ gia tăng tại cả hai khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ trong hai ngày cuối tuần, với nhiều nơi sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to diễn ra trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Từ ngày thứ hai, mưa sẽ giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn những cơn mưa rào, mưa dông rải rác vào chiều và tối trong nhiều ngày sau đó và còn kéo dài tới ngày 25 tháng 6. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực từ 30 đến 34 độ.